Chiến trường Đông Âu xoay chuyển với hàng loạt diễn biến mới. Ông Zelensky tuyên bố thời điểm kết thúc xung đột, sẵn sàng ngừng bắn dọc chiến tuyến hiện tại với Nga. Trước những động thái bất ngờ từ phía Ukraine, Nga vẫn quyết ra đòn mạnh, tiến công ồ hạt các cứ điểm của Ukraine ở tỉnh Kursk. Giữa lúc đó, con tàu thương mại Aya vận chuyển 26.000 tấn ngũ cốc đến Ai Cập đã bị tên lửa bắn trúng tại địa phận Biển Đen và mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Anh đã lên tiếng cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này. Nguy hiểm rình rập, khó khăn chồng chất, đó là những gì đang diễn ra tại Trung Đông. Israel tuyên bố hạ đặc vụ Hezbollah, Mỹ bất ngờ bày tỏ sự thất vọng về Tel Aviv. Trong khi đó, dội tin Iran đã phá hủy số lượng lớn máy bay chiến đấu F-35 của Israel Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Hội nghị thượng đỉnh Ukraina Đông Nam Âu lần thứ 3 đã diễn ra tại Dubrovnik, Croatia. Hội nghị nhằm thể hiện sự đoàn kết của các nước Đông Nam Âu với Ukraina trong bối cảnh nước này đang đối mặt với nhiều thách thức và khó khăn trong cuộc xung đột với Nga. Hội nghị có sự tham dự của các nguyên thủ và bộ trưởng ngoại giao các nước khu vực Đông Nam Âu như Albania, Bulgaria, Hy Lạp, Moldova, Bắc Macedonia, Romania, Serbia, Slovenia và thổ Nhĩ Kỳ. Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận về các biện pháp giải quyết các thách thức và an ninh trong khu vực, việc thực hiện kế hoạch hòa bình của Ukraine và quá trình nước này gia nhập EU, NATO. Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết châu Âu. Do vậy, các tiến trình hội nhập đã bắt đầu phải đạt được kết quả. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng kêu gọi các nước Đông Nam Âu tham gia vào tiến trình hòa bình, đồng thời lưu ý rằng kế hoạch hòa bình của ông bao gồm các điều kiện cần phải được đáp ứng để chấm dứt chiến tranh một cách công bằng. Ông Zelensky nhấn mạnh, vào tháng 10, tháng 11 và tháng 12, chúng ta có cơ hội để tiến tới hòa bình và ổn định lâu dài. Tình hình trên chiến trường tạo ra cơ hội để đưa ra lựa chọn này, lựa chọn hành động quyết định nhằm chấm dứt xung đột chậm nhất là vào năm 2025. Tuyên bố mới nhất này của nhà lãnh đạo Ukraine được đưa ra sau khi hãng tin Bloomberg dẫn lời các quan chức gần gũi với NATO cho biết các đồng minh của Kiev không loại trừ khả năng Tổng thống Zelensky sẵn sàng nới lỏng quan điểm của mình về các điều khoản chấm dứt xung đột với Nga. Trong khi đó, báo Corriere della Sera của Italia cho biết tháng 9 là tháng Ukraine mất nhiều lãnh thổ nhất kể từ khi xung đột với Nga nổ ra. Tờ báo này cũng nhận định Kyiv sẵn sàng ngừng bắn với Nga để đổi lấy đảm bảo an ninh từ Mỹ và được cam kết gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Tờ này viết, hoạt động của ông Volodymyr Zelensky phản ánh niềm tin của ông ấy rằng bây giờ là lúc tìm kiếm một lối thoát cho cuộc xung đột mà không khiến Ukraine phải khuất phục. Ở cấp độ chính trị, ông Zelensky hiện muốn thuyết phục châu Âu. Ông ấy biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể chính thức tuyên bố từ bỏ các vùng lãnh thổ đã bị Nga kiểm soát. Tuy nhiên, ông ấy sẵn sàng ngừng bắn dọc theo đường ranh giới hiện tại mà không công nhận đường biên giới mới để đổi lấy một số cam kết của phương Tây. Tờ báo nói thêm, Ukraine đang tìm kiếm đảm bảo an ninh từ Mỹ, tương tự cam kết mà Washington dành cho các đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc và Philippines. Thưa quý vị, xung quanh cuộc xung đột Nga-Ukraine và những biến động của chính trường thế giới đang ngày càng trở nên phức tạp và căng thẳng nhiều hơn. Mặc dù cả hai bên đều nêu ra điều kiện hòa bình, nhưng đều rất khó khả thi. Trong bản tin hôm nay, mời quý vị đến với ngay phần cập nhật diễn biến nóng xoay quanh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Theo RT, cuộc tấn công của Ukraine ở Kursk đã mất đà chỉ trong vài ngày và tình hình đã trở nên bế tắc suốt nhiều tuần. Từ giữa tháng 9, quân đội Nga đã tiến hành các hoạt động phản công và giành lại quyền kiểm soát nhiều thị trấn làng mạc. Mới đây nhất, Thiếu tướng Apti Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục quân sự chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akmat viết trên Telegram đề cập đến hoạt động của quân đội Nga ở tỉnh Kursk rằng tôi muốn lưu ý rằng lực lượng của Bộ Quốc phòng Nga đang tiến quân ở hơn 10 khu vực. Họ đã đạt được tiến triển rõ rệt trong những ngày gần đây. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố lính dù Nga đã tấn công ồ ạt các cứ điểm của Ukraine tại khu định cư Pokrovskoy ở Kursk. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ lính dù thuộc nhóm tác chiến phía bắc của Nga đã giành lại khu định cư Pokrovskoy nằm ở quận Suza, tỉnh Kursk. Khi tiến công, lính dù Nga đã tấn công các cứ điểm của Ukraine, trong khi trinh sát các vị trí của Ukraine. Lính dù đã phát hiện hỏa lực chính của đối phương ở khu vực biên giới Kursk. Bộ này cho biết thêm, cuộc tấn công bắt đầu ngay sau khi pháo binh chuẩn bị. Sau khi kiểm soát các điểm hỏa lực, lính dù đã tiến vào cứ điểm của Ukraine và chiếm giữ hoàn toàn. Khi nhìn thấy lính dù Nga, binh lính Ukraine đã hoảng loạn bỏ chạy khỏi vị trí của mình đồng thời dẫn lời binh lính Nga nói rằng binh sĩ Ukraine đã sợ hãi bỏ chạy khỏi vị trí, thậm chí còn đánh rơi tài liệu. Ở diễn biến khác, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đơn vị tên lửa chiến thuật Iskander M đã tập kích tổ hợp phòng không Patriot được Ukraine triển khai gần làng Pasena Banka tại tỉnh Dnipro. Cuộc tấn công đã phá hủy đài chỉ huy AN-MSQ-104, radar đa năng AN-MPQ-65 và một bệ phóng khiến nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Một bệ phóng khác cũng bị hư hại trong đòn tập kích. Quân đội Nga sau đó công bố video máy bay không người lái UAV theo dõi trận địa Patriot triển khai trên đồng trống, gồm đài chỉ huy AN-MSQ-104 nằm cạnh radar hỏa lực AN-MPQ-65 cùng bốn bệ phóng bố trí xung quanh. Khẩu đội Patriot phóng liên tiếp hai đạn dường như để đánh chặn tên lửa Iskander-M đang lao tới, nhưng nỗ lực không thành công tên lửa Nga kích hoạt đầu đạn trên không nhằm gây tối đa sát thương. Hình ảnh từ UAV cho thấy vụ nổ trệch vị trí đài chỉ huy và radar dẫn bắn, nhưng lượng lớn mảnh văng và sức ép vẫn chùm kín mục tiêu. Patriot là hệ thống vũ khí đắt nhất mà Mỹ và đồng minh viện trợ cho Ukraine. Mỗi tổ hợp có giá gần 1,1 tỷ đô la Mỹ, trong đó đạn tên lửa có giá 690 triệu đô la Mỹ và các thành phần khác có giá 400 triệu đô la Mỹ. Quân đội Ukraine nói đã tập kích kho chứa hàng trăm UAV cảm tử của Nga ở vùng Krasnodar, khiến cơ sở bị phá hủy. Quân đội Ukraine thông báo, Hải quân Ukraine đã phối hợp với cơ quan an ninh SBU tập kích cơ sở chứa máy bay không người lái UAV dạng xa hết gần làng Oktyabinsky tại vùng Krasnodar. Lực lượng này cho biết có khoảng 400 UAV tại kho và đòn đánh đã gây ra một số vụ nổ thứ cấp. Thông báo có đoạn, việc kho chứa UAV dạng xa hết bị phá hủy sẽ khiến quân đội nga giảm đáng kể năng lực đe dọa dân thường ở các thành phố và làng mạc của ukraine. Theo bộ tổng tham mưu ukraine, một đoạn video về vụ hỏa hoạn gần Oktiabyskii dường như đã xác nhận cuộc tấn công của Kiev. Oktiabyskii nằm cách chiến tuyến miền đông ukraine chỉ khoảng 200 km, khiến khu vực này nằm trong tầm bắn của hỏa lực ukraine. Bộ này tuyên bố khoảng 400 UAV tương đương 5% số UAV nga đã sử dụng. Kể từ khi xung đột nổ ra, cách đây hơn 2 năm đã bị phá hủy. Kể từ khi nhập khẩu những chiếc UAV Shahed đầu tiên từ Iran vào năm 2022, Nga đã phòng hơn 8.000 chiếc chứa chất nổ. Nhờ hệ thống phòng không tiên tiến của phương Tây, Ukraine đã bắn hạ hầu hết UAV Shahed mà Moscow sử dụng. Giới chức địa phương cho biết, ngọn lửa trong vụ cháy nhà kho xảy ra ở làng Oktyabrsky đã lan rộng ra diện tích khoảng 800m2, không gây ra thương vong. Lực lượng cứu hỏa ngay sau đó đã được huy động để dập tắt đám cháy và khu vực xung quanh hiện trường đã được phong tỏa do cây cố gần đó bị bắt lửa. Phía Bộ Quốc phòng Nga thông báo phòng không nước này đã bắn hạ 47 UAV Ukraine trên lãnh thổ Nga và biển Azov, trong đó có một chiếc tại vùng Krasnodar. Cơ quan này không đề cập Ukraine đã triển khai tổng cộng bao nhiêu UAV và thiệt hại liên quan sau loạt vụ tấn công. Xa hết là dòng UAV cảm tử do Iran phát triển. Kyiv cáo buộc Moscow thường xuyên sử dụng loại đạn này để tập kích lãnh thổ Ukraine. Song Nga bác bỏ thông tin, khẳng định nước này chỉ dùng UAV nội địa. Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lẫn nhau bằng tên lửa, rocket hoặc UAV sau khi xung đột bùng phát cuối tháng 2 năm 2022. Giới chức Odessa cho biết, tên lửa đạn đạo của Nga gần đây đã đánh trúng một tàu container dân sự treo cờ Panama tại tỉnh, khiến 6 người thiệt mạng và 11 người bị thương tất cả đều là công dân Ukraine. Nga nhiều lần bác bỏ thông tin nhắm mục tiêu dân thường khi tập kích Ukraine. Gần đây, trang tin quân sự Army Recognition cho biết, lực lượng Ukraine đã thu giữ một hệ thống tác chiến điện tử chống máy bay không người lái UAS mang tên volores do Nga sản xuất tại vùng Kosker của Nga. Sự kiện này được công khai qua một video đăng tải trên Facebook bởi phóng viên Yuri Butushov. Thông tin dẫn từ phóng viên Ukraine Butushov cho hay, phía Nga luôn giữ bí mật về các dữ liệu quan trọng, nhưng chính những tài liệu bị chúng tôi thu giữ có thể tiết lộ nhiều thông tin cụ thể. Một khi hệ thống Volnores được kích hoạt, các UAV sẽ mất liên lạc với trạm điều khiển và chuyển hướng. Qua đó, các khí tài quân sự sẽ tránh được việc bị UAV đánh trúng. Trong đoạn video được phóng viên Butushov đăng tải trên mạng xã hội Facebook, có thể thấy người này đã có cơ hội tiếp cận hệ thống Volnores cùng các tài liệu hướng dẫn sử dụng Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin này. Volores lần đầu tiên được giới thiệu vào năm 2023 tại triển lãm quân đội Nga và đã trở thành một phần quan trọng trong chiến lược phòng thủ của Nga trước mối đe dọa ngày càng tăng từ máy bay không người lái Ukraine. Hệ thống này đã được lắp đặt trên xe tăng chiến đấu chủ lực T-80 BVM của Nga hoạt động tại Ukraine. Điều này cho thấy Nga đang tăng cường sử dụng công nghệ tác chiến điện tử để bảo vệ các đơn vị thiết giáp khỏi các cuộc tấn công từ UAV, đặc biệt là những cuộc tấn công kamikaze một chiến thuật mà Ukraine đã sử dụng hiệu quả. Hệ thống Vunores hoạt động trong giải tần số từ 390 đến 510 MHz và từ 750 đến 1050 MHz, có khả năng làm gián đoạn tín hiệu điều khiển của UAV, khiến chúng mất kiểm soát và gặp sự cố. Cách tiếp cận này đặc biệt hiệu quả đối với các UAV tạm thời, dù còn tồn tại hạn chế khi đối đầu với các mẫu UAV hiện đại hơn. Điều này cho thấy, Nga đang tập trung vào việc bảo vệ các thiết bị quân sự quan trọng, đặc biệt là xe tăng, khỏi mối đe dọa từ UAV của Ukraine, vốn ngày càng trở thành vũ khí chủ lực trong cuộc xung đột. Với khối lượng chỉ 13 kg, Vonores rất nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt trên nhiều phương tiện quân sự khác nhau. Hệ thống này phát ra công suất đầu ra 30W và có thể hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt từ âm 40 độ C đến 60 độ C, với thời gian lắp đặt chỉ mất 10 phút nhờ giá đỡ từ tính. Điều này giúp tăng tính cơ động của hệ thống, không cần phải thay đổi cấu trúc phương tiện để lắp đặt. Ngoài ra, hệ thống này còn được thiết kế để sử dụng trên các phương tiện mặt đất không người lái, UGV, có nhiệm vụ sơ tán thương vong hoặc bảo vệ các tài sản quân sự trong các khu vực có nguy cơ cao. Việc phát hiện ra Vonores bởi lực lượng Ukraine không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật, mà còn có thể tạo ra những thay đổi chiến lược trong cuộc xung đột. Đối với Nga, đây là một vi phạm an ninh nghiêm trọng khi một trong những công nghệ tác chiến điện tử tiên tiến nhất của họ đã bị rơi vào tay đối phương. Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Vào năm 2024, ngân sách của Berlin dành cho Kiev được đặt ở mức gần 7,5 tỷ euro. Theo hãng tin IND, Thiếu tướng Đức Christian Freuding cho biết trong một cuộc phỏng vấn được công bố mới đây, Ukraine đã nhận được hai hệ thống phòng không iris -T từ Berlin vào tuần trước. Đức đã đặt hàng thêm 17 hệ thống tên lửa phòng không iris -T cho Ukraine. Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết vào ngày 4 tháng 9, ngoài 7 hệ thống khác đã được chuyển giao. Tướng Freuding cho biết, Ukraine sẽ nhận thêm hai hệ thống nữa vào cuối năm nay. Ukraine đã vận động các đối tác quốc tế tăng cường năng lực phòng không sau khi Nga đẩy mạnh các cuộc không kích nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Theo hãng tin Bloomberg, đến năm 2026, Ukraine dự kiến sẽ nhận được 24 hệ thống phòng không Iris-T từ Đức, bao gồm 12 phiên bản tầm trung Iris-T SLM và 12 phiên bản tầm ngắn Iris-T SLS. Hệ thống tầm ngắn có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 12 km và ở độ cao lên tới 8 km. Trong khi đó, hệ thống tầm trung có thể bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách 40 km và ở độ cao 20 km. IRIS-T có thể mang theo 8 tên lửa, có tính cơ động và có thể vận chuyển trên xe tải do nhà sản xuất DN Defense của Đức chế tạo. Ông Fabian Hofmann, chuyên gia về công nghệ tên lửa tại Đại học Oslo của Đan Mạch nhận định: Một trong những lợi thế của IRIS-T là khả năng cơ động, giúp giảm khả năng vũ khí này bị tấn công. Các tên lửa được trang bị trên Iris T có thể đạt tốc độ khoảng Mach 3, tương đương với 1.020 m một giây và được phóng theo phương thẳng đứng nên không có điểm mù ngay phía trên hệ thống. Tên lửa này cũng được trang bị hệ thống vector lực đẩy giúp cải thiện khả năng cơ động và hệ thống dẫn đường hồng ngoại phản ứng với nhiệt phát ra từ mục tiêu giúp tăng độ chính xác. Bên cạnh đó, hệ thống phòng không Iris T cũng được trang bị radar giám sát không phận TRML 4D có khả năng hoạt động tốt ngay cả trong những môi trường nhiều vật thể gây nhiễu. EU đã đóng băng khoảng 235 tỷ đô la Mỹ tài sản của ngân hàng trung ương Nga kể từ khi nước này phát động chiến dịch tại Ukraina đầu năm 2022. Số tiền này chiếm phần lớn tổng số tài sản của Moscow đang bị phong tỏa trên thế giới. G7 và EU hồi tháng 6 năm 2024 tuyên bố sẽ cung cấp một khoản vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ Ukraine được chi trả bằng lợi nhuận từ tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây. Hơn 75% số tài sản này, tương đương khoảng 220 tỷ đô la Mỹ, lưu giữ tại EU với phần lớn được trữ tại công ty thanh toán Euroclear của Bỉ. Với thỏa thuận đã được hôm mùng 9 tháng 10, EU có thể dựa vào dự trữ ngân sách của mình làm bảo đảm trong trường hợp các hạn chế đối với tài sản bị dỡ bỏ. Tất cả các lệnh trừng phạt của EU đối với Moscow phải được gia hạn mỗi 6 tháng thông qua một cuộc bỏ phiếu đồng thuận của EU. Tuy nhiên, Hungary đã nhiều lần cố gắng ngăn chặn các biện pháp trừng phạt và hỗ trợ Ukraine và có thể cản trở việc gia hạn. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hungary Peter Szijjato nói với TAS, Lập trường của chúng tôi rất rõ ràng khi nói đến các lệnh trừng phạt. Chúng tôi coi chính sách trừng phạt của EU là một thất bại hoàn toàn. Các biện pháp trừng phạt của EU đối với Nga không hề giúp đạt được những mục tiêu mong muốn là đưa vấn đề giải quyết xung đột ở Ukraine đến gần hơn mà lại gây ra nhiều thiệt hại hơn cho nền kinh tế của các nước châu Âu so với Nga. Bộ trưởng Bộ ngoại giao Hungary nêu rõ: "Rõ ràng là chúng ta đã phải chịu đựng tình trạng lạm phát tăng vọt, giá năng lượng tăng nhanh, cả hai đều là hậu quả của chế độ trừng phạt." Hungary, quốc gia hiện đang giữ vai trò chủ tịch luân phiên EU trong 6 tháng, không muốn thảo luận về bất kỳ khả năng gia hạn nào cho chế độ giữ tài sản trước khi cuộc bầu cử Mỹ diễn ra vào đầu tháng 11 tới. Theo các nhà ngoại giao EU, Ủy ban châu Âu đã đề xuất kéo dài thời gian gia hạn từ 6 tháng lên 36 tháng. Nhưng Hungary đã không nêu đề xuất này trong các cuộc thảo luận của đại sứ EU. Theo nguồn tin ngoại giao, đề xuất cho khoản vay của Ủy ban cũng cần được nghị viện châu Âu phê duyệt do liên quan đến ngân sách của khối. Các nhà lập pháp EU dự kiến sẽ bỏ phiếu về gói này vào ngày 22 tháng 10. Thỏa thuận này đã bỏ qua việc Hungary từ chối gia hạn thời gian giữ tài sản bị đóng băng. Tuy nhiên, nó không đủ để khiến Mỹ hài lòng chính phủ Mỹ chỉ đồng ý đóng góp khoảng 20 tỷ đô la Mỹ trong trường hợp tài sản của Nga chắc chắn bị đóng băng trong thời gian dài. Cây bút Rebecca Koffler của hãng Fox News mới đây đã chỉ ra các điểm yếu trong kế hoạch chiến thắng của Tổng thống Ukraine. Thứ nhất là kế hoạch này thiếu định nghĩa thực tế về chiến thắng và chiến lược khả thi để đạt được chiến thắng. Kế hoạch của Tổng thống Zelensky không khác nhiều với lời kêu gọi ông đã lặp lại nhiều lần trong hơn 2 năm, đó là thêm vũ khí của Mỹ và châu Âu, đồng thời bật đèn xanh cho việc phóng tên lửa tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Theo tờ Wall Street Journal, kế hoạch này thiếu một chiến lược toàn diện để giành chiến thắng, khiến các quan chức cấp cao của Mỹ và châu Âu không mấy ấn tượng. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ New Yorker, ông Zelensky thừa nhận rằng không có thay đổi nào trong suy nghĩ của tôi về chiến thắng hoàn toàn cho Ukraine. Tổng thống Zelensky mong muốn chiến thắng công bằng mà ông định nghĩa là giành lại toàn bộ lãnh thổ Ukraine từ Nga, bao gồm cả Crimea và con đường để Kiev gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuy nhiên, Nga đã sáp nhập Crimea trong một thập niên, trong khi việc Ukraine gia nhập NATO từ lâu đã là làm danh đỏ của Nga. Thứ hai, kế hoạch của ông Zelensky chưa chú ý đến thực địa tiền tuyến. Nga đã có những bước tiến dần dần đều đặn ở tiền tuyến, sau khi giành được quyền kiểm soát thị trấn khai thác than phía đông Ukraine ngày 9 tháng 10 lực lượng Nga đang tiến sâu hơn vào Pokrovsk. Việc chiếm giữ Pokrovsk sẽ mang lại cho Nga lợi thế chiến lược trong việc kiểm soát phần còn lại của Donbass. Pokrovsk vốn là thành phố kết nối 7 tuyến đường bộ và đường sắt khác nhau. Do đó, quân đội Ukraine đã tận dụng Pokrovsk để tiếp tế cho lực lượng Kiev. Trong khi đó, tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga đã bắn phá dữ dội Kiev trong suốt tháng 9, đảo ngược tình hình hiện tại là một nhiệm vụ khó khăn đối với Ukraine. Báo Mỹ cũng thừa nhận trong một báo cáo gần đây, do gì trên tờ New York Times rằng ngay cả khi Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của Mỹ để tấn công các mục tiêu quân sự sâu bên trong nước Nga, thì điều đó cũng không thay đổi quỹ đạo của xung đột theo cách cơ bản. Số lượng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS cung cấp cho Ukraine là không đủ để thực hiện nhiệm vụ. cả Mỹ và Châu Âu đều không có năng lực sản xuất để nhanh chóng tăng cường kho vũ khí đang cạn kiệt của họ. Thứ ba. Nga đánh bại Ukraine nếu xét về kinh tế quốc phòng. Theo Nghị viện châu Âu, GDP của Ukraine đã giảm gần 30% vào năm 2022 do hậu quả của xung đột với Nga. Trong khi doanh thu thuế của Ukraine giảm, tổng chi tiêu của nước này đã tăng 270% từ năm 2021 đến năm 2023 với chi tiêu quốc phòng và an ninh tăng mạnh. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF tính toán rằng nếu Ukraine xung đột kéo dài thêm một năm sau 2024, mức nợ công của nước này hiện ở mốc gần 100% sẽ vươn lên gần 140% GDP. Trong những năm tới, Ukraine sẽ tiếp tục phụ thuộc vào hỗ trợ tài chính bên ngoài. Trong khi đó, Nga đã tăng mạnh chi tiêu quốc phòng lên tới 7,5% GDP vừa qua đại sứ ukraine tại thổ nhĩ kỳ vasin botna cho biết ukraine đặt mục tiêu sẽ tổ chức một hội nghị hòa bình mới vào cuối năm nay với sự có mặt của nga song loại trừ việc tiến hành đàm phán song phương trực tiếp với moscow phát biểu họp báo tại ankara đại sứ botna nhấn mạnh một trong những mục tiêu quan trọng nhất của hội nghị này là đạt được một nền hòa bình công bằng ở ukraine ông bày tỏ hy vọng hội nghị sẽ diễn ra vào cuối năm và cộng đồng quốc tế sẽ cùng với ukraine lập ra một danh sách các bước có thể thực hiện để đạt được nền hòa bình đó trước khi đưa ra đề nghị với phía nga cũng theo đại sứ botna việc trao đổi với nga sẽ không được tiến hành trực tiếp mà thông qua các bên thứ ba một trong những bên quan trọng có thể đảm nhận vai trò trung gian này là thổ nhĩ kỳ quốc gia có quan hệ tốt với cả ukraine và nga trước đó một ngày Cố vấn của tránh văn phòng Tổng thống Ukraine Daria Zarovna cho biết, Hội nghị hòa bình lần thứ hai về giải quyết xung đột ở Ukraine sẽ không diễn ra vào tháng 11 tại Kiev như dự kiến. Hội nghị đầu tiên về Ukraine diễn ra ở Bergenstock, Thụy Sĩ, trong hai ngày 15 và 16 tháng 6, không có sự tham gia của Nga. Trong khi đó, Nga vẫn nhiều lần khẳng định để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine với điều kiện Kiev phải chấp nhận tình hình thực tế về các vùng lãnh thổ ở miền đông phương Tây dỡ bỏ trừng phạt Nga và thiết lập tình trạng không liên kết, không có hạt nhân cho Ukraine. Hồi tháng 7 vừa qua, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác thượng hải SCO tại Kazakhstan, văn phòng tổng thống thổ nhĩ kỳ đưa tin trong cuộc hội đàm với tổng thống Putin, ông Recep Erdogan đã đưa ra những đề xuất rằng Ankara có thể làm trung gian trong việc chấm dứt xung đột nga-Ukraine. Sau đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng ông erdogan không thể đóng vai trò trung gian hòa giải theo hãng thông tấn tass của nga thì khi được hỏi về việc thổ nhĩ kỳ đứng ra làm trung gian giữa nga và ukraine ông peskov đã trả lời ngắn gọn và không giải thích gì thêm không điều đó là không thể thổ nhĩ kỳ là thành viên của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato liên minh quân sự do mỹ dẫn đầu song không giống với các nhà lãnh đạo nato khác đều áp đặt lệnh trừng phạt đối với moscow ông Erdogan đã cố gắng duy trì mối quan hệ tốt đẹp với cả Nga và Ukraine trong suốt cuộc xung đột. Thổ Nhĩ Kỳ cũng từng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận vận chuyển an toàn ngũ cốc từ các cảng biển đen có hiệu lực kéo dài trong một năm. Liên quan đến diễn biến xung đột ở Trung Đông, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây theo cnn bộ trưởng năng lượng israel eli cohen đã thông báo lực lượng phòng vệ israel idf giành quyền kiểm soát làng maron anras ở miền nam liban ông cohen viết các thành viên can đảm của idf đã kiểm soát làng maron anras phá hủy những cơ sở được hezbollah dùng để phóng tên lửa chống lại người dân israel quân đội israel sẽ truy quét mọi địa điểm mà đối thủ dùng để đe dọa người dân của chúng ta những hình ảnh được truyền thông israel công bố sau đó cho thấy các thành viên IDF đã cắm cờ Israel tại một công viên ở phía nam Maron Andras. Chỉ trong vòng 24 giờ, IDF và lực lượng Hezbollah cũng có những cuộc đụng độ ở gần thị trấn Nakora, miền nam Liban. Phía Hezbollah tuyên bố đã đẩy lùi quân đội Israel tại khu vực này. Kể từ đầu tháng 10, IDF thông báo đã đưa lực lượng vào miền nam Liban, mô tả đây là các cuộc đột kích giới hạn, cục bộ, khoanh vùng nhằm phá hủy cơ sở hạ tầng của nhóm vũ trang Hezbollah ở khu vực biên giới, đặc biệt là các ngôi làng gần Israel, để người dân ở miền Bắc nước này có thể trở về nhà an toàn. Song song với chiến dịch trên bộ, Israel cũng tiếp tục không kích các mục tiêu Hezbollah ở sâu trong lãnh thổ Liban. Điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc và người đứng đầu lực lượng gìn giữ hòa bình của tổ chức này tại Liban cho biết họ đã nhiều lần kêu gọi các bên kiềm chế trong một năm qua, song đều bị bỏ ngoài tay giao tranh tại liban làm dấy lên lo ngại về khả năng mỹ đồng minh thân cận nhất của israel và iran quốc gia hậu thuẫn hezbollah có thể bị cuốn vào cuộc xung đột toàn diện ở trung đông và mới đây nhất tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã lên tiếng chỉ trích chiến dịch quân sự của israel tại giải gaza và liban ông erdogan nói đây là hành động khủng bố theo chủ nghĩa phục quốc do thái lịch sử sẽ không bao giờ tha thứ cho những ai đã gây ra cái chết của hàng chục nghìn thường dân palestine Tổng thống Erdogan cũng lên án Mỹ và phương Tây vì liên tục viện trợ quân sự Israel, nhấn mạnh các bên liên quan cần nhanh chóng tiến hành đối thoại. Trong khi đó, nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cảnh báo chiến dịch tấn công của Israel vào Liban có nguy cơ gây ra một cuộc khủng hoảng di dân và thảm họa nhân đạo nghiêm trọng mới tại khu vực Trung Đông vốn đầy bất ổn. Theo kênh truyền hình Al Masadin Liban, phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Tehran của Iran, Ông Zabari, cố vấn của Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, tuyên bố rằng 90% số tên lửa được phóng trong chiến dịch lời hứa 2 của Iran hôm 1 tháng 10 vào các mục tiêu thuộc Israel, đã đánh trúng thành công các mục tiêu bị chỉ định. Ông Zabari còn nói rằng ngoài cuộc tấn công bằng tên lửa, IRGC còn tiến hành cùng lúc các hoạt động tác chiến mạng và điện tử nhằm vào các hệ thống phòng không của Israel, cho phép tên lửa tấn công trực tiếp vào các mục tiêu quan trọng. Cũng theo ông Zabari, tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào các căn cứ quân sự quan trọng của Israel và nhà chứa F-35, dẫn đến việc phá hủy nhiều máy bay chiến đấu loại này. Ông Zabari còn cho rằng Israel và Mỹ đã bị bất ngờ dù đã triển khai các biện pháp phòng thủ tiên tiến để ngăn chặn cuộc tấn công của Iran. F-35 được coi là tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ, nhờ hội tụ những yếu tố của một vũ khí chiến đấu uy lực như khả năng tăng hình trước radar, tốc độ ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại. Trước đó, truyền thông thế giới công bố ảnh chụp vệ tinh cho thấy một phần căn cứ quân sự Nevatim của Israel bị phá hủy nặng nề sau cuộc tấn công đường không của Iran tối hôm ngày 1 tháng 10, củng cố nghi vấn tiêm kích F-35 bị phá hủy trong cuộc tấn công này. Hình ảnh cho thấy ít nhất một khu nhà chứa máy bay của căn cứ này bị hư hỏng nặng nề, với phần nóc bị phá hủy hoàn toàn. Khu vực chịu thiệt hại nằm ngay cạnh đường băng chính của căn cứ, với nhiều mảnh vụn vùng vãi xung quanh. Theo đài Al Jazeera, Căn cứ Nevatim là một trong những căn cứ không quân quan trọng nhất của Israel. Căn cứ này chứa nhiều loại máy bay quân sự hiện đại hàng đầu, trong đó có dòng tiêm kích đa dụng F-35, Nanning 2 do Mỹ sản xuất. Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn thông tin từ một nhân vật cấp cao của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC cho biết, lãnh đạo tối cao Iran, đại giáo chủ Iran Ali Khamenei sẽ trao huy chương phát cho ông Ismail Qani chỉ huy đơn vị Quds thuộc IRGC trong vài ngày tới. Quds là đơn vị đặc nhiệm thuộc IRGC chuyên thực hiện các hoạt động quân sự và tình báo bên ngoài lãnh thổ Iran. Ông Qani lãnh đạo Quds từ sau khi tướng Qasem Soleimani bị ám sát trong cuộc không kích của Mỹ bên ngoài sân bay Basra của Iraq hồi đầu năm 2020. Trước đó, nguồn tin của hãng thông Reuters anh cho biết ông Qani đã mất tích sau vụ không kích của Israel. Theo Reuters dẫn lời hai quan chức an ninh cấp cao của Iran cho biết, cả Tehran và Hezbollah đã không thể liên lạc được với ông Qani sau vụ không kích của Israel tại phía nam Beirut vào tuần trước. Ông Qani đã đến Liban sau khi thủ lĩnh Hezbollah Sayyed Hassan Nasrallah tử vong trong cuộc không kích của Israel vào ngày 27 tháng 9. Ngoài ra, phó chỉ huy lực lượng Quds, ông Ebrahim Majedi đã phủ nhận thông tin rằng ông Qani bị thương trong quá trình Israel tăng cường không kích vào các mục tiêu của Hezbollah ở vùng ngoại ô phía nam Beirut. Hãng thông tấn Tasnim đưa tin rằng, tướng Qani cũng đã có một thông điệp chuyển đến hội nghị đoàn kết với trẻ em Palestine được tổ chức trong ngày 7 tháng 10 tại Tehran, đồng thời cho biết thêm rằng vị chỉ huy này không thể dự hội nghị này do ông đang tham dự một cuộc họp quan trọng khác. Ông Qani sinh năm 1957 tại thành phố Mashhad của Iran. Ông gia nhập IRGC chỉ một năm sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông trở thành thành viên lực lượng cos Năm 2012, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt ông Qani vào danh sách các cá nhân Iran bị trừng phạt. Iran bổ nhiệm ông Qani làm chỉ huy Kurs sau khi Mỹ ám sát người tiền nhiệm của ông là ông Qasem Soleimani trong một cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái ở Baghdad, Iraq năm 2020. Iran đã trao hôn trường Fat kể từ năm 1989 cho các anh hùng chiến tranh, chỉ huy quân sự và chính trị gia ngày 6 tháng 10 vừa qua, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei đã trao tặng huân chương phát cho tư lệnh không quân IRGC, ông Amir Ali Hajizadeh bởi vai trò của ông trong cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel hôm 1 tháng 10. Lực lượng phòng vệ Israel IDF tuyên bố đã hạ sát ông Adam Sa'al đặc vụ Hezbollah tại Syria sau cuộc không kích cùng ngày vào khu vực Quneitra tại tây nam Syria, gần cao nguyên Golan do tên Abib kiểm soát. Đây là lần hiếm hoi Israel công khai xác nhận tấn công mục tiêu tại Syria, dù đã nhiều lần không kích lãnh thổ nước láng giềng trong những năm qua. IDF nói rằng ông Zaal là người trung gian, có nhiệm vụ chuyển thông tin từ các quan chức trong chính phủ Syria cho lực lượng Hezbollah cũng như tập hợp dữ liệu thu được ở khu vực biên giới để phục vụ các cuộc tập kích vào cao nguyên Golan. Hezbollah và chính phủ Syria chưa bình luận về thông tin, trong khi truyền thông Syria cho biết tập kích của Israel đã khiến một cảnh sát thiệt mạng. Trong khi đó, theo tờ Wall Street Journal, các quan chức Mỹ cho biết cho đến nay, Israel vẫn từ chối tiết lộ về chính quyền Mỹ, thông tin chi tiết về kế hoạch trả đũa Tehran. Ngay cả khi Nhà Trắng đang hối thúc đồng minh thần cận nhất của mình ở Trung Đông, không tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc địa điểm hạt nhân của Iran trong bối cảnh lo ngại về một cuộc xung đột khu vực đang lan rộng. Các quan chức Mỹ cũng bày tỏ thất vọng vì họ liên tục bị bất ngờ trước các hành động quân sự của Israel ở Gaza và Liban, đồng thời đang tìm cách ngăn chặn gia tăng căng thẳng hơn nữa. Một số người hy vọng Mỹ tìm hiểu thêm về những gì Israel đang cân nhắc trong cuộc họp đã lên kế hoạch giữa Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Lầu Năm Góc, nhưng ông Galan đã hoãn chuyến đi. Theo một quan chức Israel, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ngăn cản ông Galan khởi hành đến Mỹ khi Israel tiếp tục lên kế hoạch cho hoạt động của mình tại Iran. Các quan chức Mỹ nêu rõ, họ vẫn chưa biết thời điểm diễn ra cuộc tấn công trả đũa hoặc mục tiêu mà Israel có thể nhắm tới. Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Netanyahu cũng có kế hoạch điện đàm. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan trao đổi về việc liệu Israel có sẵn sàng đơn độc khi phải tự vệ hay không vì không được thông báo trước. Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, Bộ trưởng Austin đã thất vọng vì Lầu Năm Góc không có đủ thời gian để bố trí lực lượng của mình để có thể bảo vệ Israel hoặc bảo vệ quân đội Mỹ ở gần đó. Thời gian qua, Mỹ đã tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực để bảo vệ lợi ích của mình và Israel, với tàu chiến và máy bay sẵn sàng ứng phó. Thậm chí, Mỹ đã chặn một số tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran nhằm vào Israel và tiến hành không kích các mục tiêu của Houthi ở Yemen. Nhưng khi căng thẳng giữa Israel và Iran tiếp tục gia tăng, Israel có thể đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn hơn vào các cơ sở hạ tầng quân sự và tình báo của Iran. Điều này có thể gây ảnh hưởng đến tình hình chính trị ở Mỹ, đặc biệt khi cuộc bầu cử tổng thống đang đến gần. Tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây vừa có cuộc điện đàm để trao đổi về khả năng Israel trả đũa Iran. Trong khi đó, lực lượng Hezbollah ở Liban tuyên bố đã đẩy lùi quân Israel dọc theo biên giới. Các cuộc đụng độ trên bộ ở Liban tiếp tục diễn ra song song với cuộc xung đột ở giải Gaza. Trung Đông đang trong tình trạng báo động cao khi chờ đợi phản ứng của Israel sau vụ Iran tấn công bằng hàng trăm tên lửa đạn đạo. Phía Nhà Trắng cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 30 phút, Tổng thống Biden và Thủ tướng Netanyahu đã trao đổi về các kế hoạch của Israel. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Jean-Pierre nói với báo chí rằng Cuộc trao đổi diễn ra thẳng thắn và rất hiệu quả, đồng thời thừa nhận hai nhà lãnh đạo có bất đồng nhưng thẳng thắn trao đổi về những bất đồng đó. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu xác nhận cuộc điện đàm đã diễn ra nhưng không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nội dung đã thảo luận. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Danny Danan nói với các phóng viên là hai nhà lãnh đạo đã có một cuộc trao đổi tích cực và chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Mỹ hai bên nhất trí sẽ tiếp tục giữ liên lạc chặt chẽ trong những ngày tới và Tổng thống Biden thúc giục ông Netanyahu giảm thiểu thiệt hại cho dân thường ở Liban. Ngoài ra, ông Biden một lần nữa lên án cuộc tấn công của Iran vào Israel, thúc giục nối lại hoạt động ngoại giao ở dài Gaza và khẳng định quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah. Israel thề rằng Iran, kẻ thù không đội trời chung, sẽ phải trả giá cho cuộc tấn công bằng tên lửa đầu tháng này. Trong khi đó, Tehran tuyên bố bất kỳ hành động trả đũa nào cũng sẽ bị đáp trả, làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột rộng hơn ở khu vực cung cấp dầu mỏ cho thế giới. Theo một số nhà phân tích, Israel rất có thể sẽ đáp trả Iran bằng cách nhắm vào các cơ sở quân sự, đặc biệt là những cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo. Israel cũng có thể nhắm vào các hệ thống phòng không và bệ phóng tên lửa của Iran. Trong khi đó, Quốc hội Iran hiện tham gia cuộc thảo luận thực sự nghiêm túc về lựa chọn rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Ông Alaeddin Boroujerdi, thành viên Ủy ban An ninh quốc gia và Chính sách đối ngoại của Quốc hội Iran nói rằng các nghị sĩ đang nghiêm túc xem xét khả năng đưa ra quyết định như vậy. Tuy nhiên, ông Boroujerdi cũng nhấn mạnh việc thảo luận về khả năng rút khỏi NPT không đồng nghĩa với khả năng Iran sẽ chế tạo vũ khí hạt nhân chiến thuật. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây vừa qua con tàu thương mại Asa vận chuyển 26.000 tấn ngũ gốc đến Ai Cập đã bị tên lửa bắn trúng tại địa phận Biển Đen. Và mới đây nhất, Bộ Quốc phòng Anh đã lên tiếng cáo buộc Nga đứng sau vụ việc này. Theo đó, bộ này cho biết, gần như chắc chắn rằng tên lửa này là tên lửa chống hạm AS-4 Kitchen, được phóng ra từ máy bay ném bom Tu-22M3 Blackfire của Nga. Đang hoạt động trong khu vực vào thời điểm đó, có khả năng thực tế là vụ nổ thất bại đã tránh được thiệt hại thảm khốc. Được biết, AS-4 Kitchen là tên lửa mà NATO đặt cho loại tên lửa diệt hạm Kh-22 của Nga. Ngoài ra, tình báo Anh cho rằng tàu Aja có lẽ không phải là mục tiêu dự định của phi công lái Tu-22M3. Cụ thể, báo cáo từ Bộ Quốc phòng Anh phòng đoán, có khả năng thực tế là sự cố này xảy ra do các phi công đã xác định sai tàu Aja là mục tiêu của họ và muốn rời khỏi khu vực ngay sau khi phóng, vì sợ bị tên lửa phòng không của Ukraine nhắm tới. Như đã biết, gần đây Nga thường xuyên kiểm soát, tấn công các mục tiêu quân sự dọc bờ biển đen, bao gồm cả đảo rắn để phòng ngừa rủi ro. Từ khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển đen, Nga đã khẳng định nước này luôn coi mọi tàu hàng là mục tiêu hợp pháp và sẵn sàng tấn công nhằm đề phòng phương tiện trên ngụy trang, chở khí tải quân sự. Cách thời điểm tàu Aja bị tấn công ít lâu, Ukraine cũng đã đưa ra cáo buộc về việc Nga cũng sử dụng máy bay TU-22M3 mang tên lửa KH-22 tấn công tàu chở hàng treo cờ Palau tại cảng Odessa. Vụ tấn công đã khiến một công nhân người Ukraine thiệt mạng và năm thủy thủ đoàn mang quốc tịch nước khác bị thương. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sibiha sau đó đã lên án hành động của Nga, đồng thời cho biết hai con tàu đã bị hư hại nặng nề tại trung tâm xuất khẩu ngũ cốc Biển Đen, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng của các tàu này. Phát biểu tại một cuộc tranh luận với Thủ tướng Hungary, Viktor Orbán tại Nghị viện châu Âu ở Strasbourg, Pháp. Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC Ursula von der Leyen đã chỉ trích sự miễn cưỡng của Budapest trong việc tham gia cùng các đối tác EU để giúp Ukraine trong cuộc xung đột với Nga và các quyết định của nước này nhằm tăng cường quan hệ với Moscow và Bắc Kinh. Bà Ursula von der Leyen cũng chỉ trích một chương trình của Hungary về nới lỏng các hạn chế thị thực đối với người Nga và Belarus cùng một thỏa thuận giữa Budapest và Bắc Kinh cho phép cảnh sát Trung Quốc tuần tra ở Hungary cùng với các đối tác. Theo bà Ursula von der Leyen, việc chính phủ Hungary nới thị thực với công dân Nga không yêu cầu thêm các cuộc kiểm tra an ninh khiến chương trình thị thực của nước này trở thành rủi ro an ninh, không chỉ đối với Hungary mà còn đối với tất cả các quốc gia thành viên EU. Trong diễn biến liên quan, phát biểu tại phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cho biết, việc Liên minh Châu Âu EU dừng nhập khẩu khí đốt tự nhiên của Nga đã gây nguy hiểm đáng kể cho tăng trưởng kinh tế của khối. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nhấn mạnh, năng suất của EU đang tăng với tốc độ chậm hơn so với các đối thủ cạnh tranh và tỷ trọng thương mại toàn cầu của chúng ta đang giảm xuống. Các doanh nghiệp EU đang phải trả giá năng lượng cao gấp 2 đến 3 lần so với ở Mỹ và con số này gấp từ 4 đến 5 lần đối với khí đốt tự nhiên. Việc loại bỏ năng lượng của Nga đã gây nguy hiểm cho tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội GDP của khối 27 thành viên. Ông Obama nói thêm, hiện tại khối cần tập trung vào hỗ trợ ngành năng lượng và xây dựng cơ sở hạ tầng cho khí tự nhiên hóa lỏng (LNG). Phương Tây tăng cường áp lực trừng phạt đối với Nga sau khi Moscow bắt đầu kế hoạch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào năm 2022. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng chiến lược dài hạn của phương Tây nhằm kiềm chế Nga đang gây tổn hại cho nền kinh tế toàn cầu. EU cũng đã thiết lập một khuôn khổ mới để áp đặt các lệnh trừng phạt với Moscow. Theo khuôn khổ pháp lý mới, khối có thể nhắm vào những người chịu trách nhiệm, thực hiện, hỗ trợ hoặc hưởng lợi từ các hành động của Nga trên toàn thế giới, cũng như những người cộng sự và ủng hộ họ. Khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đưa ra chương trình nghị sự kinh tế của mình, bà đã đến Pittsburgh khi công bố người liên danh tranh cử của mình, bà đã đến Philadelphia và khi phải chọn một địa điểm cho cuộc meeting đầu tiên của ông Barack Obama vào ngày 10 tháng 10, bà đã quay trở lại Pittsburgh. Cả hai thành phố đều thuộc Pennsylvania. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng dành phần lớn ngân sách quảng cáo của mình cho Pennsylvania và đã tổ chức nhiều cuộc meeting tại tiểu bang này hơn bất kỳ chiến trường nào khác kể từ khi bà Harris tham gia cuộc đua. Trong đó có hai cuộc vào ngày 9 tháng 10 và ba cuộc trong tuần trước. Điều khiến Pennsylvania trở nên hấp dẫn và khó hiểu đối với cả hai đảng là sự kết hợp bất thường giữa các lực lượng nhân khẩu học và địa lý của tiểu bang. Nơi đây là nơi có các trung tâm đô thị như Philadelphia với một lượng lớn cử tri da đen mà đảng dân chủ phải huy động. Nơi đây có các vùng ngoại ô phát triển nhanh, có trình độ học vấn cao và chủ yếu là người da trắng, nơi mà đảng cộng hòa đã mất đi sự ủng hộ trong những năm ông Trump cầm quyền. Lại có những thị trấn công nghiệp đang gặp khó khăn. Nơi ông Trump cần tối đa hóa phiếu bầu của mình và những thành phố nhỏ hơn đang bùng nổ với những người nhập cư gốc Latin, nơi bà Harris muốn đạt được lợi ích. Và còn có một lượng dân số nông thôn đáng kể dù đang giảm dần. Những cử tri da trắng không có bằng đại học, thành phần tạo nên cơ sở cử tri của ông Donald Trump, vẫn chiếm khoảng một nửa số phiếu bầu. Austin Davis, phó thông đốc Đảng Dân chủ của Pennsylvania cho biết, đây gần như là một thế giới thu nhỏ của nước Mỹ. Chiến dịch tranh cử ở Pennsylvania diễn ra khốc liệt và ở khắp mọi nơi, với tác động lên toàn bộ đất nước. Ngày 9 tháng 10, ông Donald Trump trở lại Pennsylvania để tham gia hai cuộc meeting tại Scranton và Reading. Đây là sự kiện thứ 8 và thứ 9 của ông tại tiểu bang này kể từ khi bà Kamala Harris tham gia cuộc đua. Tại Reading, một thành phố có đa số dân là người gốc Tây Ban Nha. Ông Trump đã cung cấp dịch vụ cắt tóc miễn phí tại đây vào các ngày Chủ nhật nhân dịp tháng di sản Tây Ban Nha và trong khi cựu đại nhất phu nhân Melania Trump vẫn chưa vận động tranh cử ở bất kỳ đâu, thì chồng bà Harris, ông Dodge Emhoff, đã uống một cốc bia trong lúc xem trận bóng bầu dục gần đây ở vùng ngoại ô Philadelphia và phát biểu tại buổi hòa nhạc vận động bỏ phiếu lớn tuần trước tại Pittsburgh. Các chiến dịch thậm chí còn cố gắng làm hài lòng các nhà hoạt động và quan chức chủ chốt của Pennsylvania. Phó thống đốc bang Austin Davis cho biết, lần gần nhất gặp bà Harris, ông đã nói đùa rằng bà nên thuê một căn hộ ở tiểu bang này. Bà đã cười. Nhưng vào tháng 9, cứ 3 ngày thì có một ngày, bà Harris ở Pennsylvania. Một con số đáng chú ý đối với chỉ một chiến trường duy nhất. Bà Harris đã mua gia vị tại Penzias ở Pittsburgh, ghé qua một hiệu sách địa phương ở Georgetown và mua bim bim tại một trạm xăng Six ở Moon Township. Ông Donald Trump thì đi qua khu chợ Sprinkle ở Kittanning, nơi mua bỏng ngô và tặng một người mua hàng 100 đô la Mỹ, rồi mua bánh mì kẹp phô mai tại hiệu Tony Nix ở Philadelphia. Hiện tại, đây là tiểu bang duy nhất trong cả nước mà Đảng Dân Chủ kiểm soát một viện của cơ quan lập pháp tiểu bang và Đảng Cộng Hòa kiểm soát viện còn lại. Tiểu bang này cũng là nơi diễn ra một trong những cuộc đua và thượng viện tốn kém nhất cả nước và hai ghế hạ viện mang tính cạnh tranh có thể thay đổi quyền kiểm soát quốc hội. Ngày ông Donald Trump giành chiến thắng tại Pennsylvania năm 2016 số người theo Đảng Dân Chủ trong bang nhiều hơn theo Đảng Cộng Hòa, khoảng 916.000 người. Nhưng tính đến ngày 6 tháng 10 năm nay, con số đó đã giảm xuống còn 325.485 người. Bộ Tư pháp Mỹ thông báo Nasir Ahmad Tawedi, 27 tuổi, người gốc Afghanistan, đã đến Mỹ sinh sống từ năm 2021 bằng thị thực nhập cư đặc biệt, đã bị bắt tại bang Oklahoma ngày 7 tháng 10 với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố trong ngày bầu cử vào đầu tháng sau. Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI bắt Nasir Ahmad Tawedi sau khi người này cùng một đồng phạm vị thành niên gặp đặc vụ FBI cải trang để mua hai khẩu AK-47 và đạn dược. Cơ quan điều tra cáo buộc Tawedi có liên hệ với tổ chức nhà nước Hồi giáo IS và âm mưu hỗ trợ tổ chức này tấn công tại Mỹ. Giám đốc Cục điều tra Liên bang Mỹ FBI Christopher Wray cho biết trong một tuyên bố, bị cáo bị ảnh hưởng từ IS và đối mặt với cáo buộc âm mưu thực hiện một cuộc tấn công bạo lực vào ngày bầu cử ngay tại đất nước của chúng ta. FBI thông báo rằng Tàu Đi đang cố gắng tích trữ vũ khí và đã thực hiện các bước để thanh lý tài sản của gia đình và đưa các thành viên ra nước ngoài. Tàu Đi bị buộc tội cung cấp, cố gắng cung cấp và âm mưu hỗ trợ hoặc nguồn lực cho một tổ chức cực đoan nước ngoài, cũng như cố gắng mua vũ khí và đạn dược để sử dụng vào mục đích phạm tội hoặc hành động cực đoan. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Merrick Garland cho hay, Chúng tôi sẽ tiếp tục đấu tranh với mối đe dọa đang diễn ra mà IS và những kẻ ủng hộ chúng gây ra đối với an ninh quốc gia Mỹ và chúng tôi sẽ xác định, điều tra và truy tố những cá nhân tìm cách khủng bố người dân Mỹ. Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI, Tao đã thừa nhận về việc lên kế hoạch cho một cuộc tấn công vào ngày bầu cử nhằm vào những cuộc tụ tập đông người và nghi phạm đã tính tới phương án sẽ thiệt mạng sau khi tấn công. Tao Edy đến Mỹ vào tháng 9 năm 2021 bằng thị thực nhập cư đặc biệt cùng với vợ và con nhỏ. Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng đã nhất trí thông qua một dự luật nhằm tăng cường sự bảo vệ của cơ quan mật vụ nước này đối với những ứng cử viên tổng thống sau những vụ mưu sát nhằm vào ứng cử viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa, ông Donald Trump. Dự luật yêu cầu cơ quan mật vụ Mỹ phải bảo vệ các ứng cử viên chính trong cuộc bầu cử tổng thống như với các tổng thống và phó tổng thống đương nhiệm. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến cuộc xung đột Nga-Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên, vẫn đang diễn ra rất khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, viện trợ và những vấn đề liên quan đến xung đột giữa hai nước cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Quân đội Nga đang tiếp tục đà tiến ở miền đông Ukraine, xâm nhập hoặc bao vây một số thị trấn của Ukraine, trong đó có Toretsk, Nga đã kiểm soát được thị trấn quan trọng Ukleda, Vuleda cách đây một tuần, vào đầu tháng 10 năm 2024. Lực lượng Nga hiện đã tiến vào bên trong thị trấn Toresk, nằm cách Ukleda, khoảng 80 km về phía bắc. Bản đồ chiến trường do các nhóm độc lập phân tích video chiến sự cho thấy quân đội Nga đang tiến về trung tâm của Toresk. Mới đây, kênh Ryadovka cho biết Nga nỗ lực tấn công và tính toán các phương án để ngăn chặn lực lượng Kiev thoát khỏi thành phố. Cụ thể, các binh sĩ Nga đã bắt đầu cuộc tấn công tích cực vào mỏ Tsentranaya và các bãi thải ở Toresk vào đêm hôm trước. Nhờ việc củng cố thành công các tòa nhà nhiều tầng, cho phép họ hành động một cách tự tin, sử dụng các đường phố đã được kiểm soát làm bàn đạp cho bước tiến tiếp theo để kiểm soát khu mỏ. Rõ ràng, một khi Nga kiểm soát được khu mỏ với nhiều điểm cao quan trọng, có thể giúp họ khống chế toàn bộ thành phố bằng hỏa lực sẽ gây khó khăn lớn đối với AFU trong việc trấn thủ hoặc rút lui. Tuy nhiên, lực lượng Kiev nhiều khả năng sẽ tháo chạy khỏi thành phố về phía làng Pechoka từ Zabanka. Toresk, tên trước năm 2016 là Zezinsk, là thành phố nằm trên đồi ở vùng Donetsk. Khi cuộc nội chiến Ukraine nổ ra năm 2014, thành phố này nằm ngay gần ranh giới giữa khu vực kiểm soát của Kiev và của lực lượng dân quân thân Nga. Do đó, Toresk đã là nơi giao tranh suốt 10 năm qua và đang đóng vai trò quan trọng trong hệ thống phòng tuyến của Kiev. Nếu Toresk thất thủ, quân đội Nga sẽ chia cắt nhiều hơn các tuyến đường tiếp tế chủ chốt giữa hậu phương và tiền tuyến của Kiev. Trong số đó có tuyến đường huyết mạch nối thành phố Pokrovsk và thành phố Kostiantinovka. Đây đều là những thành phố có tầm quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine và đang đối diện sức ép quân sự rất lớn từ lực lượng Moscow. Việc giành quyền kiểm soát Toresk sẽ giúp Moscow củng cố sự kiểm soát đối với vùng Donbass, nơi từng là thủ phủ công nghiệp của Ukraine trước khi chiến sự bùng nổ. Ở diễn biến đáng chú ý, Ukraine Pravda đưa tin, trong bài phát biểu gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng Ukraine duy trì áp lực cần thiết đối với Nga theo hướng Kursk. Ông nói, có một báo cáo riêng và dài của Tổng tư lệnh về hành động của chúng tôi ở mặt trận, về tất cả các hoạt động phòng thủ cũng như về chiến dịch Kursk. Tính đến nay là tháng thứ ba giao tranh ở vùng Kursk đang được tiến hành và chúng tôi đang duy trì áp lực cần thiết đối với Nga theo hướng này. Nhà lãnh đạo cho biết thêm, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc phòng GUR Budanov cũng đã báo cáo chi tiết về các quá trình đang diễn ra trong bộ máy của đối phương và ảnh hưởng của chúng tôi đối với họ. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Umerov báo cáo về các chi tiết hợp tác với các đối tác. Lính dù trinh sát của lực lượng vũ trang Ukraine AFU đã bị bắt ở khu vực Kursk khai nhận. Họ không muốn được trao trả về Ukraine một người lính bị bắt từ lữ đoàn tấn công đường không số 82 của AFU nói nếu bị trao trả chúng tôi sẽ bị ném ra mặt trận một lần nữa dù sao thì tôi cũng sẽ chết nếu tôi có thể ở lại thì tốt hơn tù binh này cũng kêu gọi binh sĩ Ukraine cùng mình hạ vũ khí và đầu hàng để sống sót tù binh Ukraine cho biết họ đã bị buộc phải nhập ngũ họ bị ném ra tiền tuyến từ nhiều vùng khác nhau như từ Chechnygov, Zhytomyr trong khi đó, tù binh Ukraine Ivan Zolotarev cho biết, các chế huy AFU đang xu quân đến vùng Kursk với mục đích lừa dối. Ông này kể lại bị bắt tổng động viên khi trên đường đi làm. Ông Zolotarev đã vượt qua cuộc kiểm tra y tế trong 15 phút và sau đó được đưa đến mặt trận mà không được huấn luyện. Tù binh này cho biết, sĩ quan AFU luôn theo dõi các vị trí trinh sát tiền tuyến. Hầu hết trinh sát của đơn vị đã thiệt mạng, những người còn lại thì bị bắt. Tại thị trấn Toresk, quân đội Ukraine vừa cho biết. Lực lượng Nga đã tiến vào vùng ngoại ô của thị trấn Toretsk, phát biểu với đài truyền hình quốc gia Ukraine. Bà Anastasia Bobochnikova, phát ngôn viên của nhóm tác chiến chiến thuật luhansk Ukraine cho biết. Điểm nóng nhất hiện nay là ở hướng Toretsk, giao tranh đang rất ác liệt, tình hình không ổn định, các trận chiến diễn ra ở mọi lối vào thị trấn. Bà Bobochnikova nói rằng, rất khó để đánh giá những khu vực nào của thị trấn nằm dưới sự kiểm soát của Moscow, vì các đơn vị của Ukraine đang phản công quyết liệt và nỗ lực giành lại những vị trí đã mất. Nga đã tiến vào vùng ngoại ô phía đông của thị trấn và đã tiến một phần dọc theo phố Tsentrana hướng tới mỏ Tsentrana. Tuy nhiên, tình hình liên tục thay đổi. Đôi khi chúng tôi giành lại các vị trí của họ và đôi khi chính họ phá hủy các vị trí của chúng tôi. Quan chức này nhấn mạnh, lực lượng phòng vệ Ukraine liên tục xây dựng lại các vị trí bị đối phương phá hủy, cố gắng kiểm soát lại những khu vực nằm trong tay Nga và đang làm mọi cách có thể để ngăn chặn đối phương tiến lên. Bộ Quốc phòng Nga chưa phản hồi về thông tin trên, song cho biết. Các lực lượng Nga đã gây thiệt hại cho Ukraine về nhân lực và trang thiết bị tại nhiều khu vực ở miền Đông, trong đó có cả Teresk. Còn các blogger quân sự Nga nói rằng quân đội nước này đã tiến về trung tâm thị trấn. Trong bối cảnh Ukraine đang mất dần lãnh thổ, Tổng thống Zelensky đã yêu cầu các tướng lĩnh làm mọi thứ có thể để giảm thiểu sự tiến công của Moscow dọc theo tuyến đầu. Đối với Kiev, Tresk đã là một thị trấn tuyến đầu trong suốt 10 năm này, vì nằm gần những vùng lãnh thổ bị phe ly khai do Nga hậu thuẫn kiểm soát vào năm 2014. Kể từ đó, Ukraine đã xây dựng một mạng lưới các công sự dày đặc tại đây. Tresk được thành lập vào năm 1806. Trong thời kỳ Liên Xô, thị trấn này có tên gọi khác là Dzerzhinsk. Turetsk là một thị trấn công nghiệp nơi có bốn mỏ khai khoáng. Trước khi xảy ra xung đột, nơi đây có dân số hơn 30.000 người. Nhưng kể từ khi giao tranh nổ ra, phần lớn thị trấn đã bị tàn phá nghiêm trọng và chỉ có khoảng 1.600 người dân ở lại. Vừa qua, quân đội Nga tuyên bố đã dùng máy bay không người lái UAV tấn công một khẩu lựu pháo tự hành xe ra do Pháp sản xuất ở khu vực tiền tuyến Ukraine. Cụ thể, Đài RT dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng trinh sát của Moscow đã phát hiện lựu pháo xe ra trong một khu rừng rậm ở vùng Sumy, đông bắc Ukraine và giáp biên giới với Nga. Quân đội Nga sau đó đã triển khai UAV tấn công tầm trung và tầm xa malé Inokodes, phóng tên lửa có dẫn đường bằng laser KH-BPLA vào mục tiêu. Đoạn video do quân đội Nga công bố cũng ghi lại một vụ nổ lớn tại hiện trường sau khi phần chứa đạn dược của khẩu lựu pháo Pháp bị trúng hỏa lực tập kích. Một số binh sĩ Ukraine vội vàng tháo chạy khỏi vị trí bắn sau sự cố. Được biết, Moscow đã cáo buộc các lực lượng Kiev gần đây đang tích cực sử dụng các hệ thống pháo binh do phương Tây cung cấp, bao gồm cả lựu pháo tự hành xe ra trong chiến dịch đột kích xuyên biên giới vào vùng Kursk của Nga từ đầu tháng 8. Quân Nga khẳng định đã phá hủy thành công nhiều khí tài như vậy trên lãnh thổ nước này cũng như vùng Sumy lân cận ở nước láng giềng nhờ sức mạnh phản pháo cũng như các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa. Pháo tự hành ra do nhà sản xuất vũ khí Nexter Systems phát triển từ những năm 1990 và bắt đầu biên chế cho lục quân Pháp từ tháng 7 năm 2008. Mỗi cỗ pháo Seja có giá khoảng 5 triệu euro và được xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Pháo tự hành Seja có tổng cộng 500 bộ phận, nặng gần 18 tấn, đặt trên khung gầm xe tải bọc thép 6 bánh lốp, chiều dài 10 m, rộng 2,5 m, cao 3,26 m. Hệ thống này sử dụng loại pháo cỡ 155 mm, với cỡ nòng này, pháo tự hành từng lập kỷ lục khi bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 46 km. Tốc độ bắn đạt từ 6 phát 1 phút, tầm bắn 34 km. Xe ra có thể bắn loạt 3 phát trong 18 giây, được trang bị hệ thống nạp đạn bán tự động, khả năng nâng góc nòng pháo nằm trong khoảng 0 đến 60 độ, chỉ mất 1 phút để xe ra bắt đầu khai hỏa từ khâu chuẩn bị và chỉ cần 3 phút để rút khỏi vị trí sau khi bắn 6 quả đạn. Vào cuối tháng 1 năm nay, tập đoàn KNDS đã thông báo rằng Bộ Quốc phòng Pháp đã đặt hàng tổng cộng 109 khẩu lựu pháo tự hành Cesa phiên bản MK2 mới nhất từ công ty Nexter, một bộ phận của KNDS với giá 350 triệu euro. Số liệu thống kê từ Viện Quốc tế Nghiên cứu Chiến lược IESS cho biết, quân đội Ukraine từ năm 2022 tới nay đã nhận ít nhất 43 cỗ pháo Cesa từ một số quốc gia phương Tây, trong đó có cả Pháp. Lữ đoàn 47 của Ukraine vừa qua đã công bố đoạn video ghi lại hình ảnh xe tăng M1A1SA Abrams với lớp giáp phản ứng nổ còn tắc 1 bao phủ toàn bộ thân xe. Đây là nỗ lực mới nhất của Ukraine nhằm bảo vệ cho xe tăng của mình đối phó với các mối đe dọa từ máy bay không người lái, đạn và tên lửa chống tăng từ phía Nga. Mỹ đã cấp 31 chiếc M1A1SA Abrams cho Ukraine vào tháng 9 năm 2023 đánh dấu sự tăng cường đáng kể trong viện trợ quân sự từ Washington. Tuy nhiên ít nhất đã có khoảng 7 chiếc bị hư hại trong chiến đấu. Cấu trúc bảo vệ của M1A1SA Abrams sử dụng giáp composite chụp được tăng cường bằng các lớp uranium nghèo nhằm tăng khả năng chống lại hỏa lực trực tiếp. Tuy nhiên, khi cấp cho Ukraine, chúng đã bị loại bỏ. Trong thực tế chiến đấu, mặc dù sở hữu khả năng bảo vệ mạnh mẽ, M1A1SA Abrams của Ukraine đã chịu tổn thất đáng kể Điều này buộc quân đội Ukraine phải tìm kiếm các biện pháp bảo vệ bổ sung, trong đó có việc trang bị giáp phản ứng nổ còn tắc 1 tắc 1 là khối giáp phản ứng nổ RA do Liên Xô sản xuất từ cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980 nhằm tăng cường khả năng bảo vệ xe tăng, chống lại các tên lửa chống tăng tiên tiến của phương Tây và đạn vây xuyên giáp dưới cỡ APFSDS, đạn xuyên giáp hiệu ứng nổ lõm và ATGM. Tuy nhiên, con tắc 1 không có khả năng chống chịu đạn thanh xuyên động năng, buộc Liên Xô phát triển phiên bản con tắc 5 sau đó vài năm. Loại giáp phản ứng nổ này cũng không có tác dụng với đầu đạn hít, liều kép được trang bị trên nhiều loại tên lửa chống tăng hiện đại. Ngoài ra, các thiết bị như máy bay không người lái và đạn nổ có thể vượt qua lớp giáp con tắc 1 để tấn công trực tiếp từ trên cao. Do đó, việc triển khai M1A1SA Abrams trên chiến trường đòi hỏi các lực lượng Ukraine phải áp dụng các chiến lược linh hoạt và chính xác hơn để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên, lợi ích từ việc tăng cường khả năng phòng thủ bằng giáp phản ứng nổ vẫn được coi là có lợi ích đáng kể, tăng khả năng tồn tại trên chiến trường. Ukraine đã rất nỗ lực trong việc tối ưu hóa sử dụng xe tăng M1A1SA Abrams. Dù con tắc 1 cung cấp thêm lớp bảo vệ đáng kể cho xe tăng M1A1SA Abrams, nhưng vẫn chỉ là giải pháp chưa vẹn toàn trước các mối đe dọa mà Ukraine đang phải đối mặt trên chiến trường. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Le trong một cuộc phỏng vấn với tờ Sat cho biết máy bay chiến đấu Mirage 2000 nâng cấp dự kiến sẽ đến Ukraine vào nửa đầu năm 2025. Theo ông, hoạt động hiện đại hóa máy bay đang diễn ra tại căn cứ không quân Kajor ở Giron. Ông Sébastien Le Cognou nói mục đích của quá trình hiện đại hóa là trang bị khả năng chiến đấu trên không và tăng cường hệ thống tác chiến điện tử, Tuy nhiên, khía cạnh quan trọng nhất là đào tạo phi công và kỹ thuật viên. Trước đó, truyền thông Pháp đưa tin Paris dự định cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu Mirage 2005 để đối phó với các cuộc tấn công của lực lượng Nga. Loại máy bay này sẽ được Pháp hiệu chỉnh để giúp Ukraine thực hiện các cuộc tấn công cả trên không và trên mặt đất. Máy bay dự kiến sẽ được điều chỉnh để sử dụng bom AASM dẫn đường chính xác. Thời gian qua, truyền thông Nga liên tục đưa tin về việc Pháp sẽ sửa đổi những chiếc tiêm kích Mirage 2000 để tăng cường khả năng đánh đất, sau đó sẽ chuyển giao cho Kiev. Tuy nhiên, cho đến nay, chưa có thông tin xác nhận chính thức từ phía Ukraine lẫn Pháp. Mirage 2000 được thiết kế vào cuối những năm 1970 và đưa vào sử dụng vào năm 1984. Mirage 2000, tiêm kích phản lực thế hệ 4, một động cơ do tập đoàn Dassault Aviation của Pháp thiết kế và phát triển dựa trên mẫu MiR-3, Mirage MiR-2000 Mirage có chiều dài 14,36m, sải cánh 9,13m, cao 5,2m và có trọng lượng cất cánh tối đa 17 tấn. Máy bay trang bị một động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Snecma M53-5 cho phép đạt tốc độ gấp 2,2 lần vận tốc âm thanh, tầm hoạt động 1.550 km, trần bay 18.000m, vận tốc leo cao 285 m/s khả năng chịu quá tải lên tới 11G, vượt trội con số 9G của đa số máy bay chiến đấu thế hệ 4 khác. Tiêm kích Mirage 2000 có thể mang theo tới 6,3 tấn vũ khí trên các giá treo ở cánh và giữa thân. Những vũ khí mang theo bao gồm tên lửa không đối không BK hoặc R550 Magic 2, tên lửa không đối đất AS-30L, tên lửa không đối hạm Exocet, đặc biệt là nó có thể mang theo hai tên lửa hành trình tầm xa SCAP-EG kiểu cánh tam giác của Mirage 2000 không phải lý tưởng về độ cơ động khi bay cao độ thấp và cất hạ cánh đường băng ngắn. Nhưng có ưu điểm về các đặc tính bay ở bay tốc độ cao, đơn giản trong chế tạo và diện tích phản hồi radar thấp. Hệ thống điện tử của Mirage 2000 khá hiện đại với cảm biến chính là radar sung Doppler Thomson CSF RDI có tầm phát hiện mục tiêu tối đa 110 km ở chế độ đối không hoặc 37 km ở chế độ đối đất. Mirage 2000 cũng cho thấy khả năng tốt trong toàn bộ cuộc xung đột mà nó đã tham gia, được giới chuyên gia quân sự đánh giá cao. Trong khi đó, phiên bản 2005 đã nâng cấp hệ thống radar và có thể mang theo thùng nhiên liệu thả giúp tăng đáng kể tầm bay. Truyền thông Pháp từng đưa tin, phiên bản máy bay được chuyển giao cho Ukraine sẽ được trang bị khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Mirage 2005 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư cùng hạng với tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất mà không quân Ukraine đang vận hành. Đan Mạch và Hà Lan là những quốc gia đầu tiên chuyển giao F-16 cho Ukraine, trong khi đang chờ các nước chuyển thêm máy bay Mirac và F-16. Ukraine cũng đang đàm phán để mua chiến đấu cơ Saab GAS-39 Gripen do Thụy Điển sản xuất và tiêm kích Eurofighter Typhoon. Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, vừa qua đã có tới 20.150 công dân đăng ký tại các trung tâm tuyển dụng của quân đội. Mặc dù các trung tâm này chỉ đăng tuyển hơn 10.000 vị trí, phổ biến nhất là lái xe, các kỹ thuật viên vận hành máy bay không người lái UAV, nhân viên hậu cần và nhân viên y tế. Trang tin quân sự Militani trích dẫn lời các quan chức Ukraine tiết lộ, hiện mỗi tháng có khoảng 6.500 tình nguyện viên gia nhập các lực lượng vũ trang của nước này thông qua tất cả các hình thức tuyển dụng, kể cả ứng dụng đăng ký trực tuyến Reserve Plus và xu hướng này ngày càng tăng lên. Kiev hy vọng số người tình nguyện sẽ lấp đầy tình trạng thiếu hụt nhân sự phục vụ quân đội trong bối cảnh cuộc xung đột với Nga đã kéo dài hơn 2 năm rưỡi. Kể từ đầu cuộc xung đột, hàng trăm nghìn người dân Ukraine đã xung phong ra tiền tuyến để bảo vệ đất nước. Tuy nhiên, nhiều người trong số họ đã thiệt mạng, bị thương hoặc kiệt sức, khiến quân đội Ukraine buộc phải huy động thêm lực lượng từ nhóm người cảm thấy do dự hơn với việc cầm súng. Để đáp ứng nhu cầu tuyển quân, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 4 ký thông qua đạo luật gây tranh cãi về việc hạ tuổi huy động quân từ 27 xuống 25. Ngoài ra, những người trốn nhập ngũ sẽ bị tước bằng lái, đóng băng tài khoản ngân hàng và tịch thu tài sản. Vào tháng 5, Kiev Independent thông tin, Ukraine có thể cho phép 20.000 tù nhân nhập ngũ. Đây là động thái nhằm giúp Kiev ứng phó với tình trạng thiếu quân số và giảm bớt tình trạng quá tải trong các nhà tù. Theo dự luật do Quốc hội Ukraine thông qua, những người bị kết án một số tội danh nhất định sẽ được phục vụ trong quân đội, mở đường cho việc huy động tù nhân tự nguyện. Trong chuyến thăm Kiev hồi tháng 9 vừa qua, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslav Sikorsky kêu gọi dừng cung cấp phúc lợi cho nam giới Ukraine đang sống ở châu Âu để giúp Kiev huy động thêm quân cho chiến trường. Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sibiha hoan nghênh ý tưởng của ông Sikorsky. Ông Sibiha cho biết, đã đến lúc thực sự nghĩ đến chuyện EU phải có chương trình để đưa người Ukraine về nước. Chắc chắn cần tạo ra điều kiện thích hợp cho việc này nhưng điều này phải nằm trong chương trình nghị sự. Tôi ủng hộ ý tưởng của Ngoại trưởng Sikorsky. Gần đây, Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga FSB Alexander Botnikov cho biết có 18.000 lính tư nhân từ 85 quốc gia đã tham gia quân đoàn quốc tế của Ukraine. Theo ông Botnikov, quy mô của hệ thống do phương Tây thiết lập nhằm chiêu mộ binh sĩ cho tiền tuyến được thể hiện bằng quy mô của quân đoàn quốc tế Ukraine. Lãnh đạo FSB cho biết, Ba Lan, Pháp và Georgia là các quốc gia có nhiều binh sĩ tham chiến ở Ukraine. Đáng chú ý, thời gian gần đây, số lượng lính tư nhân từ Nam Mỹ đã tăng lên. Ông Botnikov nói thêm, việc huấn luyện lính tư nhân nước ngoài đang được tiến hành tại các trung tâm huấn luyện ở Ba Lan, Latvia và Litva, trong đó có cả các trung tâm của NATO. Theo Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang Nga, việc tiếp tục triển khai lính quân sự tư nhân nước ngoài cho thấy sự quyết tâm của phương Tây trong việc gia tăng cường độ các hành động quân sự. Trong những phát biểu vừa qua, Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto đã tiếp tục nhấn mạnh về việc nước này một mực phản đối việc để Ukraine trở thành thành viên khối NATO. Cụ thể, Bộ trưởng Peter Szijjarto khẳng định lập trường của Hungary rất rõ ràng, tư cách thành viên NATO của Ukraine là không thể. Nêu lý do, ông Szijjarto cho rằng việc chính quyền Kiev được chấp thuận tham gia sẽ mở đường cho thế chiến thứ ba. Bộ trưởng Szijjarto nói thêm rằng tôi nghĩ rằng bất kỳ ai có cách tiếp cận hợp lý với vấn đề này sẽ không muốn tạo ra mối nguy hiểm như vậy. nhà ngoại giao Hungary cũng tiết lộ vấn đề Ukraine gia nhập NATO đều được các đối tác trong khối này chia sẻ quan điểm trong các cuộc trao đổi và tương tác kín. tuy nhiên ông Peter Szijjarto cho biết Hungary công khai phản đối để Kiev trở thành thành viên bất chấp điều này đi ngược lại với các quốc gia NATO khác. Hungary đã là quốc gia kiên quyết phản đối việc NATO mở đường cho Ukraine gia nhập tổ chức từ trước đến nay. Cho tới cuối năm ngoái, thêm một thành viên khác của khối là Slovakia cũng tuyên bố đồng quan điểm với Hungary sau khi ông Robert Fico trở thành tân thủ tướng. Ông Fico ở thời điểm nhậm chức cũng là người cực kỳ phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine và đó cũng là điểm nhấn trong suốt chiến dịch tranh cử của ông này. Cho đến giữa tháng 7 năm nay, theo đài RT đưa tin thì Slovakia tiếp tục nhấn mạnh lập trường của mình khi phản đối Ukraine gia nhập NATO. Thủ tướng Slovakia Robert Fico cảnh báo việc Ukraine gia nhập NATO sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh thế giới thứ ba và công khai bày tỏ sự phản đối ý tưởng này. Cách đây ít lâu, Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky đã tiếp tục bày tỏ nguyện vọng được trở thành thành viên của NATO trong buổi gặp tân Tổng thư ký khối này là ông Mark Rutte, người đã có chuyến thăm đầu tiên tới Kiev ở cương vị mới. Đáp lại ông Zelensky, ông Rutte khẳng định Ukraine đang gần với NATO hơn bao giờ hết. Ông nói, Ukraine sẽ tiếp tục con đường này cho đến khi trở thành thành viên của liên minh, tôi rất mong chờ ngày đó. Tuy nhiên, do việc gia nhập của quốc gia mới phải được toàn bộ 32 thành viên NATO chấp thuận, nên ngay cả một quốc gia duy nhất cũng có khả năng ngăn một ứng viên gia nhập khối này vốn do Mỹ dẫn dắt. Trong khi đó, Nga, nước đang có cuộc xung đột trực tiếp với Ukraine thì cho rằng NATO sẽ không bao giờ muốn Kiev trở thành thành viên khối. Cụ thể, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho rằng Ukraine là nguyên nhân dẫn tới phần lớn cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang chứng kiến hiện nay, nếu các thành viên NATO lại sẵn sàng rơi vào cái bẫy tương tự và lịch sử không giúp họ rút kinh nghiệm, họ sẽ lại bị đánh và vết thương của họ sẽ còn tệ hơn. Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn Cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.